Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023, sáng nay lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đến đặt vòng hoa và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đoàn lãnh đạo thành phố có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Nhiệt quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Lãnh đạo thành phố đã thành kính đặt vòng hoa và dân hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, Đài tưởng niệm liệt sĩ Hòa Vang, Nghĩa trang quân khu 5, Nghĩa trụng Hòa Vang và Nghĩa trụng Phước Ninh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ, các nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tự hào với truyền thống anh hùng của quê hương, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, tiếp tục có nhiều quyết sách xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển lên tầm cao mới, đặc biệt trước hết là thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra với chủ đề năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội tri ân với những đóng góp thành phố sẽ tiếp tục quan tâm dành nhiều nguồn lực để chăm lo cho các gia đình chính sách người có công trên địa bàn thành phố có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn